Thưa quý vị, trong bối cảnh phát triển và hội nhập quốc tế, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam xác định tập trung phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Đây là mũi nhọn được dự báo sẽ trở thành ngành công nghệ đột phá trong thời gian tới. Đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, ứng dụng AI là chìa khóa để doanh nghiệp cắt giảm chi phí, tối ưu hóa nguồn lực. Đây cũng chính là giải pháp công nghệ giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa thời gian và gia tăng lợi thế cạnh tranh. Là doanh nghiệp khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực chiếu sáng, trước đây khi những tiến bộ khoa học kỹ thuật chưa được ứng dụng nhiều vào các khâu sản xuất, giống như nhiều doanh nghiệp khác, Rạng Đông cũng gặp phải một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên, từ khi đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào các dây chuyền sản xuất, năng suất chất lượng của các sản phẩm do công ty tạo ra đã được nâng lên gấp nhiều lần. Đối với sản xuất thì có thể nói là ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào trong quá trình sản xuất thì Rạng Đông đã thực hiện một quá trình sản xuất thông minh hóa, linh hoạt. Khi mà chất lượng sản phẩm được kiểm tra bằng các thiết bị trí tuệ nhân tạo thì nó đảm bảo cái độ tin cậy của sản phẩm cao hơn và nó mang lại hiệu quả hết sức là thiết thực, nâng cao được cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhận thấy vai trò và tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo, không chỉ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn mà ngay cả các doanh nghiệp nhỏ cũng có xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tăng năng suất, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, thời gian qua đã có nhiều giải pháp công nghệ trí tuệ nhân tạo được các công ty công nghệ trong nước phát triển và đưa vào ứng dụng. Việt Nam của chúng ta vừa rồi được đánh giá là đứng thứ 55 trên thế giới về khả năng sẵn sàng nghiên cứu triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Cái thứ hai là chúng tôi cũng nhận thấy là trí tuệ nhân tạo đã các cái nhóm nghiên cứu ở Việt Nam hiện tại đã được đứng thứ 29 trên thế giới và đấy là cái thông tin rất là mừng. Ngoài những mặt tích cực thì trí tuệ nhân tạo cũng khiến không ít người bày tỏ lo lắng bởi những tác động của nó đến thị trường lao động. Khi với hầu hết các tiến bộ công nghệ, nỗi lo lắng ban đầu của người lao động về nguy cơ mất việc làm và bị thay thế là không thể tránh khỏi. Theo các chuyên gia, vấn đề kiểm soát và sử dụng AI có trách nhiệm đang dần trở nên quan trọng. Vì vậy, cần có chính sách để khai thác và kiểm soát AI, đồng thời quản lý các thách thức pháp lý và tiến bộ công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Chiều ngày 11 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tọa đàm Doanh nghiệp và phát triển bền vững. Sự kiện này là một phần quan trọng của chuỗi Việt Nam hướng đến tương lai bền vững. Sự kiện Việt Nam hướng tới tương lai bền vững với sự tư vấn đồng hành và tham dự từ Báo Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Liên minh tái chế bao bì Việt Nam, Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn, lãnh sự quán các nước tại thành phố Hồ Chí Minh và Green Media Hub nhằm tạo điều kiện để các bên liên quan chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng quan hệ đối tác, cùng đóng góp vào hành trình phát triển bền vững của Việt Nam. Chủ đề chính của tọa đàm doanh nghiệp phát triển bền vững gồm kinh doanh tích cực với thiên nhiên, sản xuất có trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và quản trị hiệu quả. Phiên tham luận của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế giới thiệu khái niệm kinh tế tích cực với thiên nhiên, thảo luận vai trò của Việt Nam trong chuyển đổi toàn cầu. Đại diện từ Viện Phát triển Kinh tế Tuần hoàn Blue Gulf Steel và Duy Tân Recycling thảo luận và nhấn mạnh cơ hội, thách thức thúc đẩy chuyển đổi kinh doanh xanh bền vững thông qua phân tích chính sách và nghiên cứu trường hợp thực tế. Vừa qua, tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội đã diễn ra chương trình hòa nhạc đặc biệt The First Sound of Love, những âm thanh đầu tiên của tình yêu. Đêm nhạc nằm trong chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm một năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm. Chương trình vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Sau một năm kể từ ngày khánh thành, Nhà hát Hồ Gươm đã dần trở nên quen thuộc với công chúng yêu nhạc ở thủ đô và đang trở thành điểm hẹn để nghệ sĩ của các đoàn, các nhà hát trong nước và quốc tế đến biểu diễn. Tại chương trình hòa nhạc đặc biệt The First Sound of Love, những âm thanh đầu tiên của tình yêu, lần này có sự xuất hiện của siêu sao nhạc cổ điển Catherine Jenkins, nghệ sĩ opera hàng đầu thế giới Giuseppe Gibali. Cũng tại chương trình, lần đầu tiên dàn nhạc giao hưởng ở hai miền Nam Bắc là Hà Nội Philharmonic Orchestra và Sài Gòn Post Orchestra cùng nghệ sĩ violin Bùi Công Duy, dàn hợp xướng phương Nam Gió Xanh hội tụ và cùng thăng hoa cảm xúc nghệ thuật trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Khán thính giả tại Nhà hát Hồ Gươm đã được đắm mình trong một không gian âm nhạc giàu cảm xúc. Sau đêm diễn này, khán giả thủ đô sẽ còn có cơ hội được thưởng thức nhiều chương trình biểu diễn quốc tế và trong nước chất lượng và vô cùng đặc sắc nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm một năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm.